Xin chào các bác, trong video này thì đồng hồ quan lâm có về trên tay được một chiếc đồng hồ rất đẹp của thương hiệu Seiko. Chiếc này nó là một chiếc Seiko Prospex Alpinist SBEG005 là một chiếc uh, truyền thống của bộ sưu tập đồng hồ leo núi của Seiko. Đó. Và về kèm thì các bác sẽ có đầy đủ hộp sổ thẻ bảo hành quốc tế về kèm cho chiếc này. Chiếc sb 005 này được uh, niêm yết với mức giá là 149.600 yên Và nó sẽ tương đương với tầm khoảng uh, gần 30 triệu, 28 triệu. Với uh, thời điểm được mở bán chiếc này là mùng 7 tháng 10 năm 2023 là chính thức được mở bán. Và nó mang cái form dáng truyền thống của cái dòng Alpinist uh, này. Đó. Trước đây này thì nó có con uh, SBDC-091 này. Nhưng mà con này thì nó được có bộ máy được nâng cấp hơn Và nhìn kiểu dáng của nó Nhìn nó hay hơn một chút Với cái đường kính là size 39,5 Và con này thì nó có độ dày là 13,6 Lắc tu lắc từ đây sang đây là 46,4 Phù hợp cho những anh em mà có cổ tay vừa và cổ tay nó Con này chỉ cần tay vừa và hơi to một chút thôi thì chúng ta đeo sẽ phù hợp khoảng tầm 15.5 đến 17.5. Thì đeo rất vừa cái size này. À, mặt số của nó thì sẽ có cái màu xanh Xanh ngọc lục bảo Với cái vân chảy tia săn bớt Đó Tuân theo cái lối thiết kế khá là truyền thống của dòng Alpinist này à, Với 36912 Thì sẽ là cọc số học trò Còn các ổ cọc còn lại là cọc index Bộ kim được mạng PVD màu vàng Thay đổi lớn nhất ở trên con này thì bây giờ nó được Có một cái bộ Máy được thêm chức năng kim GMT Là máy 6R54 Đối với những chiếc đồng hồ mà có kim GMT thì các bác sẽ có thêm một cái múi giờ nữa trên đồng hồ hoặc là để trùng với giờ chính thì nó sẽ trở thành giờ ngày giờ đêm. Đó, và bây giờ ô lịch ngày được đặt ở góc 4 giờ này và cái kính lúp thì đã được uh, cắt lược vớt đi rồi nhìn cái mặt số nó đã khá là thoáng đãng và đẹp. Trên góc 12 giờ thì các bác sẽ có logo của Seiko, chữ X của dòng Prospect này à, dưới này các bác sẽ có GMT và automatic ba đây bộ máy chống bộ máy chạy với 72 giờ tích cót và chống nước là 200m 23 đó bên trong thì vẫn có một cái la bàn để xoay được hai chiều đó, phục vụ chức năng xác định phương hướng và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái vành benzen đánh cái giờ từ 2 đến 24 để phục vụ cho cái kim GMT này. Mặt kính của con này thì được trang bị nó là kính sapphire và có phủ lớp phủ chống lóa AR ở phía mặt bên trong. Nhìn nó sẽ rất là trong và khá là sắc nét. Con này thì khi mà ra nắng thì nó sẽ lên cái màu xanh khá là đẹp. Bên hông thì sẽ có hai núm chỉnh. Núm chính và một cái núm chỉnh la bàn. Còn đằng sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số cơ bản như là Made in Japan này, máy 6R54 chống nước con này là 200m nước kính sapphire và thân thép không gì bộ máy 6R54 trên chiếc này thì nó sẽ có 24 chân kính 21.600 tần số dao động và chiếc này của em thì sẽ là 4 72 giờ tích gót tối đa tất nhiên là nó có đầy đủ có tay và có cả hỗ trợ là dừng kim dây khi run uh, chỉnh giờ rồi phối với chiếc này thì chúng ta sẽ có một bộ dây da bò là dây da trơn màu nâu nâu đất nó và khóa thì nó sẽ là khóa cánh bướm chống gãy dây các bác muốn thay sang bộ dây khác hoặc là muốn thay thêm dây cao su để mà dùng nước nó thoải mái hơn thì có thể thay đầu trên này là 20 dây khóa nó là cỡ 18. Thì con này nó sẽ chống nước mà có thể đi bơi lội lặn ngụp được hoàn toàn thoải mái. Và em sẽ ướm thử trên cổ tay 17 trên này. Chiếc ATMG005 này thì nó sẽ phù hợp cho những anh em mà tay vừa và cổ tay nó hơi hơi to một chút. Đó, khoảng 15.5 đến 17 thì đeo sẽ phù hợp. Và như cổ tay của em hiện tại đang là tay 17. Khá là đẹp dây da, kiểu dáng thì rất là lịch sự. Ở trên này thì hiện tại đang về đến tay các bác có một chiếc với mức giá là 18 triệu 900 .000. Mã của nó là 8812 giá 18 triệu 900 nghìn và nếu như mà các bác quan tâm yêu thích chiếc này thì có thể truy cập trực tiếp vào trang website đồng hồ quang lâm.com để chúng ta đặt hàng hoặc là ngoài ra thì còn có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là hotline 0834 696699 hoặc là số 0915 559883 còn nếu như mà ở gần thì xin mời qua lên tay trực tiếp tại địa chỉ 23 nguyễn công hoan ngọc khánh ba đình hà nội ở đồng hồ quang lâm xin lời chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo